cái tên cái Zalo của anh nè ha, cái Zalo của anh là cái hình đại diện là hoa sen ha, coi như là mình hoa này nó đẹp, nó thuần khiết. Thì khi mà người ta hỏi xin cái số điện thoại Zalo của anh á, thì anh sẽ đọc cái số điện thoại của mình là người ta sẽ kết bạn Zalo được với mình ha. Thì đây là cái phần mềm mềm Viber. Rồi bây giờ anh gõ vô Bùi Hồ TV coi được không? Chưa, để cho nó lên mạng tí. Rồi gõ vô chỗ nào? Đó, Bùi Hồ. Bùi Hồ đó, cái hình, cái hình nào? À. Rồi bây giờ anh mở lên một cái đoạn coi lại của mình. Giờ thì anh Hồ cũng đã trao tiền cho anh rồi. Tiền hành được anh mấy triệu, và tiền mặt anh là anh làm mấy triệu nữa. Anh sẽ thứ hai phải đi lễ vô cái tài khoản để dành đó, và anh sẽ kích vô phần nhỏ để mua cái điện thoại của anh đúng khoảng 2-3 triệu gì đó. Rồi các mạnh thường quân yêu cầu là anh phải mua cái điện thoại của anh đúng, để nhiều khi người ta muốn gặp mặt mình, mà muốn theo dõi mình cái hành trình của mình, thỏa thuận như thế nào, người ta có thể thấy được. Nhưng hôm nay anh thương là anh Bùi Hồ với anh Nghĩa. Anh Nghĩa mua được anh có điện thoại, và anh có nêu hai anh trước, chút xíu hai anh phải mua được, anh đưa mua được. Thì em thì nghe anh nói như vậy thì em cũng rất là mừng. Và thì theo ý nguyện của anh thì em sẽ hướng dẫn anh đi đến chỗ đó mua theo cái điện thoại, vừa cái túi tiền mình có thể, và nó có thể nghe gọi thấy hình. Sử dụng Viber hay là Zalo, để cho các mạnh thường quân ở trong nước cũng như là ngoài nước có thể điện gặp trực tiếp anh ha. Tại vì có, thì anh nói cũng giống ý kiến của em, là có một số mạnh thường quân cũng nói rằng là điện thoại sao mến không có Viber, không có Zalo, tại Việt Kiều khi mà quan tâm rất là nhiều. Thì thôi bây giờ mình sẽ đi ha Nghĩa ha. Thì mấy anh em mình đi. Mình đi mua ở gần đây có tiệm điện thoại nào không ạ? Mình phải chạy ra đây ngoài đó cũng 4-5 cây số. Thì thôi bây giờ rau muống này thì mình để vô nước mình ngâm đi cho nó tươi, coi như rau muống thì trưa nấu đi. Hôm nay làm phiền anh hại tại không có cho anh hay. Đi vô đi anh cất cho cẩn thận nha. Cô bác anh chị biết không, thì theo một số mình một số cô bác quý anh chị theo dõi kênh thì nói việc rằng là việc mà ông ba của bác, ba bác trai, ba của anh mến mất mà chôn cất ở trước cửa nhà như thế này là không nên. Và ở miền Tây đó cô bác quý anh chị, có những nhà có đất ruộng hoặc là có đất vườn thì họ sẽ chôn những người thân, người quá cố của mình ở cái nơi an nghỉ, ở đất ruộng, đất vườn. Nhưng đối với anh Mến thì ngôi nhà này chính là cái mảnh đất duy nhất của anh, để anh cất và anh với mẹ của mình ở tạm trú ở đây. Và không có đất vườn, đất ruộng nên ba phải an nghỉ ở đây. Tại vì nhà, đúng không anh? Đúng rồi, chỉ có mảnh đất nhà mà thôi. Dạ. Nên mình mới dạ, người ta nói thì coi như là phong thủy không tốt, nhưng mà mình cũng không biết. Đúng không anh? Ở đây thì đất nghĩa địa, nghĩa trang cũng rất là khó không? Dạ. Rồi thì bây giờ mình chuẩn bị đi nha. Hôm nay đi mua điện thoại mới thì sao, cảm thấy sao anh? Dạ. Lúc trước là trước giờ mình sử dụng điện thoại nhỏ đó không hay sao? Rồi anh đó giờ có xài quen cảm ứng không? Đi chút ha. Rồi quên đó, khi mà không có cái điện thoại cảm ứng à, mọi người đăng clip lên anh có xem được không? Có điện thoại rồi có thể lên mạng xã hội được, có thể theo dõi thông tin những cái clip của mình được, đúng không anh? Mai mốt người ta có thể gọi trực tiếp cho mình luôn. Vậy là như thế là được rồi. Cái quan trọng là mình chút một xíu nữa em sẽ chỉ anh cài Viber với lại Zalo. Này mai mốt sau khi phẫu thuật xong thì anh sẽ tính làm gì em mới nè. Mình có là xịt sâu tiếp không hay là làm việc gì? Không,
nét làm ha. Dạ. Rồi bây giờ bắt đầu hành trình thôi. Và đây là cái hành trình của Bùi Hồ cùng với anh Mến đây. Nhà của anh Mến thì ở trong cách cái trung tâm thị trấn khoảng 5 km, coi như là ở đồng quê rất là xa. Chạy vô đây thì đường nông thôn thì cô bác quý anh chị ở cái vùng quê anh Mến sống đó là ở một cái xã gọi là xã Hiệp Sương. Thì nơi đây thì con đường này coi như là con đường làng, và cái cuộc sống của người dân ở nơi đây thì họ chủ yếu là làm nông hoặc là làm vườn. Thì làm ruộng hoặc là làm nông thì làm vườn hoặc là làm ruộng thì bây giờ hiện nay thì cái việc cơ giới hóa nó đã rất là phát triển, nên về cái việc mà xịt lúa hay là xạ phân hay là đắp bờ mẫu hoặc là thu hoạch lúa thì đa số là họ làm bằng máy hết, chỉ một phần ít là mới nhờ vào sức lao động của con người. Thì cái cảnh miền Tây bây giờ nó người dân rất là thưa thớt, lý do là họ không có việc làm giống như trước đây những năm 90 nữa, nên họ đi lên Bình Dương hay là Đồng Nai. Trước mặt cô bác quý anh chị là cái điện máy xanh, thì hai anh em sẽ vô đây mua điện thoại. Sáng nay thì không khí cũng khá là mát mẻ. Ở đây đi mua điện máy xanh đây. Sáng nay thì tính mua cái điện thoại gì đây? Con cướp nó. Mua cái hiệu gì? Cái hiệu thì nó không quan trọng đúng không? Mà quan trọng là nó thấy hình với lại nó lên mạng xã hội là được rồi. Mình đi vào mình coi cái loại. Anh mới anh nói là anh nói không cần cái hiệu nào. Vô đi anh, vô trước đi. Vô trước đi. Hôm nay hai anh em đi siêu thị. Nghe qua bên kia đi. Dạ. Rồi, bây giờ mua điện thoại nào đây? Anh có nào được? Quan trọng là anh thích cái nào chứ. Có cái điện thoại nào giá tầm khoảng 2 triệu mấy, 3 triệu em hả? Dạ có ạ. Mà mà xài bền bền đó. Mẫu nào rớt thì cũng có hư hết trơn anh. Thì anh mua Samsung hay là Oppo? Cầm ơi. Anh Mến. Để anh đi coi thử đi. Cái bộ như vậy cho nó rộng cái gì? Này là khoảng giá là 3.6 triệu, này là 3.2 triệu. Thôi em nghĩ là mình mua cái hãng của Hàn Quốc à Samsung đi hả? Samsung đi. Qua bên em ơi, có Samsung không? Samsung nó nằm ở tủ nào? Dạ Samsung anh, Samsung có một mẫu mới ra là A11 của anh. Không, anh không cần mất tiền đâu, mà nó khoảng tầm 3 triệu được rồi. Dạ, 3.690 triệu. Có rẻ hơn nữa không? Dạ Samsung thì hiện tại chỉ có mẫu đó là rẻ nhất. Chứ dạ. Còn mua rẻ hơn thì có Oppo. Còn gì còn không em? Dạ, dạ không, anh vẫn chỉ còn A hết rồi. Dạ hả? Dạ. Cái nào đây, cái A11 đây đó hả? Dạ đúng rồi. 3.690 triệu. Hay bây giờ sao? Lấy Samsung này chịu này không? Cái đó là ghé nhất. Hồi nãy mình đem, lúc nãy mình đem 3 triệu là thiếu luôn rồi trời. Thôi thì cũng xin phép với quý mạnh thường quân nha. Thì anh thì mấy anh em thì cũng ra đây thì cũng tính mua cái điện thoại chừng 2 triệu mấy đến 3 triệu thôi. Nhưng mà cái Samsung mà nó xài bền ở đây thì nó giá 3.6 triệu. Anh chịu màu gì? Màu đen ha. Em ơi, cái đó như thế nào, có thể nhớ gì không? Dạ không anh. Em có thể tư vấn cái đó cho tụi anh biết không? Dạ hiện tại thì cái máy đó là RAM của nó là RAM 3GB, còn nhớ 132GB. Còn ví dụ như mình mua hãy nhớ phải mua rời ở ngoài riêng. À nó có quà tặng gì không? Dạ quà tặng thì hiện tại trong cái hộp đó thì hiện tại cái dòng Samsung đó nó chỉ có phụ kiện là dây sạc cốc sạc thôi. Nó không có tai nghe luôn. Nó cắt luôn phần tai nghe. Dạ. Ngày xưa mua điện thoại 2.5 triệu. Rồi sao? Được hay lấy. Hay là cùng giá như vậy mà anh chị xài Oppo không? Oppo này thì tặng cho mình thêm cái miếng dán mặt trước nè. Cái mẫu A12 này nè, RAM 4GB nhớ 160. Thôi nhưng mà anh thích loại nào, Samsung hay là Oppo? Cái điện này là điện thoại này là của anh. Em nghe với lại vậy Nghĩa chỉ hỗ trợ thôi. Lấy Samsung đi ha.
mới thì để em lấy máy cho mình coi. Cái này thì gam ba bộ nhớ 32 nha. Tại vì cùng giá của em á là có ốc bồ nhưng mà nó là gam mới bộ nhớ 64. Cái này bằng cành giá. Nhưng mà quan trọng thì anh, cái này nó có chống nước gì không? Dạ không anh. Dạ hả? Như bình thường nha. Từ trước giờ mình có không có xài xài không có xài cảm ứng. Hôm nay thì ít có mà ít xài đúng không? Ừ, cũng là xài, không có nói kéo coi rồi nào nọ thôi. Từ khi mà trước đây mình có xài không? Mình có sử dụng không? Có lúc còn trước em nó cho cái điện thoại cũ. Hồi xưa con nó em về cái cấu hình của máy thì kệ nó đi. Bây giờ chỉ biết cái giá. Là... chủ yếu bây giờ chủ yếu là em bây giờ cài ứng dụng cho ảnh Zalo với Viber rồi. À. Mình có số điện thoại tạo Zalo không? Có. Chưa đăng ký số điện thoại anh, chưa đăng ký Zalo mà đúng không? Không. Tôi làm mua xin mà thấy cũng có người hàng đó. Nhưng mà bây giờ thôi mình tạo lại đi ha. Cái khi nhận món quà mới thì tâm trạng sao này? Vui. Đừng nói khỏi ăn khỏi ngủ giống như hôm trước. Trước nghe tin vui nghỉ ăn nghỉ ngủ luôn. Hôm nay mua điện thoại về tối nay nghỉ ngủ. Đây tối nay dọc điện thoại đang biết. Coi như đây là cái niềm vui nhỏ của mình. Anh ơi hỏi tên của mình là gì để tạo Gmail cho mình nha. Lê Văn Mến. À 0868606942 đúng không? Đây là cái số điện thoại của anh Mến nè. Thì số này mình sẽ sử dụng Viber cho anh luôn. Cho phép. À, cô bác quý anh chị sẽ liên hệ đến số điện thoại đó, sẽ đăng ký Viber 0868606942. À, số đó thì mình sẽ đăng ký Zalo luôn. Cái tên cái Zalo của anh nè, ha. Cái Zalo của anh là cái hình đại diện là hoa sen, ha. Coi như là mình hoa này nó đẹp, nó thuần khiết. Thì khi mà người ta hỏi xin cái số điện thoại Zalo của anh á, thì anh sẽ đọc cái số điện thoại của mình, là người ta sẽ kết bạn Zalo được với mình, ha. Thì đây là cái phần mềm mềm Viber, nha. Phần mềm Viber. Để cho cô chú anh chị ở nước ngoài người ta đã ít xài Zalo. Đúng rồi, Viber. Viber này thì người ta gọi mình thì mình gọi ta ở đây. Mọi người có thể gọi được khi mà mọi người biết số điện thoại của mình. Vậy nhớ Viber là cái hình cái điện thoại này nha anh ha. Còn ở đây Zalo nè, Zalo là Phong mới gọi cho mình đó. Còn thêm một tài khoản Facebook không? Chơi Facebook không? Hả? Đó được rồi. Hai cái được ha. Hai cái là thấy nó cũng hơi bị nhức đầu rồi, tại mình mới xài mà. Rồi bây giờ như thế này, cái này nè anh cầm đi, đó, điện thoại của mình mà. Rồi bây giờ anh trải nghiệm anh vô YouTube coi. À. Biết mà. Rồi bây giờ anh gõ vô Bùi Hồ TV coi được không? Chưa để cho nó lên mạng tí. Rồi gõ vô chỗ nào? À. Đó Bùi Hồ. Bùi Hồ đó, cái hình nào? À. Rồi bây giờ anh mở lên một cái đoạn coi lại của mình. Ê, đến quảng cáo đó mình bỏ qua. Cô bác quý anh chị có thương Bùi Hồ với anh Mến thì xe quảng cáo giúp nha. Đó được chưa? Rồi anh gõ vô thử Nghĩa Trần Độc Lạ Tâm Linh nè. À, mai mốt cái kênh này thì sẽ đăng lên của anh nữa nè. Lạ Tâm Linh. Rồi bấm vô cái hình đó, nó hình à đúng rồi, hình một người xấu quắc đó. Rồi bấm vô một coi một cái clip nào liên quan. Kéo clip của anh đi. Lên nữa. Rồi. Hai clip. Rồi bây giờ anh bấm vô anh coi. Nhớ thì anh muốn bây giờ anh muốn để theo dõi cái kênh này thì anh bấm vô đăng ký. Rồi bấm vô cái chuông. Rồi bấm chữ tất cả. Rồi anh biết đăng ký khi mà người ta đăng clip mình chưa? Nếu Phong Bụi hay là ai đó thì anh cũng sẽ làm như vậy nha.
quan trọng ở đây, quan trọng là mình liên lạc với lại Mạnh Thường Quân gặp gỡ cho mình, chứ không phải qua quan trọng là cái YouTube đó, mà đó là chỉ là một hình thức giải trí thôi nha. Thì bây giờ như thế này, cảm giác của anh bây giờ hiện nay ngồi trong này nó mát quá đúng không? Rồi khi cầm cái điện thoại trên tay thì sao? Vui mừng có điện thoại thôi. Tôi vui mừng có điện thoại à, quên giá tiền luôn kìa. chưa đâu, nó giỡn với anh đó. Thì bây giờ mình có cần ốp lưng hay là màn hình không? Có cần gì màn hình không? Gắn cường lực đó. Gắn cường lực lại cho anh ha. Gắn cường lực bao nhiêu tiền? Dạ cường lực bên em hiện tại thì cái sản phẩm này nó dạng sản phẩm mới, anh nó chưa có kinh doanh cường lực nữa. Dạ bên em chỉ có miếng chống chày thôi. Miếng chống chày là để bảo vệ cái màn hình với lại cảm ứng của nó sẽ nhạy hơn. Bao nhiêu tiền? Dạ miếng đó thì lần đầu là mình dán là 50 ngàn. Lần thứ hai đảo về sau thì mình dán chỉ là 25 ngàn thôi. 50% giá trị của lần đầu. Rồi sao? Có ốp lưng không? Ốp lưng luôn mà. Ốp lưng thì nó có thể sau này nó hơi nóng máy, hơi nặng, nhưng mà được cái là nó gớt, nó không, nó đỡ độ mà va chạm của nó. Rồi sao? Ốp lưng với cường lực miếng dán luôn. Rồi. Rồi vậy đi em, cho anh cái một cái hóa đơn luôn ha. Dạ. Vậy là cái này mình dán miếng chống chạy nha. Tổng cộng là 3.790.000. Giá máy là 3.690.000, ốp lưng là 50.000, miếng dán màn hình là 50.000 nha. Ừ, 1 triệu. Rồi. Ví dụ như lần sau á, anh có muốn đi dán lại á thì bên em gửi cái mã cho em, anh chỉ cần bấm cái giấy di động điện máy xanh, bên em sẽ gửi cái mã. Anh cung cấp đúng mã thì mình dán lại là 25.000 một mặt thôi nha. 1 triệu. Dạ, 3.790.000. 790.000. Thôi anh không tháo ra đâu, em cứ để đó đi, nữa có gì anh ví dụ như sau này có gì thì anh cứ lấy sử dụng cái lấy sim giùm em ha, đừng lấy cái tâm nha. Cái tâm vô gãy á là mình bắt chung máy, là bắt cái chị máy mình á. Rồi anh mến gửi em tiền. Dạ. Thôi bây giờ mình lấy, mình bỏ cái điện thoại mình bỏ vô túi luôn đi chứ, ai gọi mình rồi sao. Ồ em ai bỏ cái điện thoại nhỏ kia, nó anh bỏ qua túi bên kia đi. Đừng có, em mượn cái điện thoại á. Cái điện thoại này là người ta cho. Em nhận cho mượn. Người bỏ vô đây. Em coi. Rồi bây giờ sao, về uống cà phê cái hay sao? Bây giờ uống cà phê cái rồi mình về nhà ha. Thì cô bác của anh chị, đó là cái hành trình của Bùi Hồ cùng với anh Mến đi siêu thị trang bị cho anh một cái điện thoại để trong cái quá trình mà anh phẫu thuật thẩm mỹ ở Sài Gòn, để tất cả các Mạnh Thường Quân có thể trực tiếp liên hệ đến anh, cũng như là đến số điện thoại của anh qua Viber hoặc là Zalo. Đồng thời là Bùi Hồ sẽ để lên một cái số tài khoản của anh ở ngân hàng Agribank. Thì cô bác quý anh chị mà muốn ủng hộ cho anh Mến thì hãy liên hệ đến số điện thoại của anh Mến, và cũng như là tài mạng xã hội Viber hay là Zalo đến tài khoản vừa rồi. Rất vui khi cô bác quý anh chị xem video clip đến thời điểm này, và chúc cô bác quý anh chị một ngày mới sức khỏe. Mong là video clip này sẽ mang lại một cái niềm vui cho cô bác quý anh chị.